Larry. Let's fight Larry. Nghe chiêu không, chiêu không? Vô là thấy tươi mới rồi, vừa mới vô luôn. Ok, let's fight Larry. Đi tìm Larry. À, như cái tên của game Let's Fight Larry, nhiệm vụ của chúng ta là chỉ cần đi tìm Larry thôi. Đi tìm Larry thôi là được. Bạn cho nói game này cho con nít chơi. Tại sao hello vậy? Hello bạn hả? Tên tôi là Frindo. Và tôi rất là thích tìm mọi người hả? Tôi rất là yêu tìm mọi người. Nó rất là vui. Ok, bấm A hoặc là D, cái cây boss của bạn là để xoay hả? Ok. Ok, bây giờ chỉ cần làm theo cái spin. Qua đi. Qua cái phần giới thiệu đi. Rồi sao nữa? Tôi dưới đây nè, hãy nhìn tôi. Đây là tôi. Ok. Ok. Và nó là cái Bretty. Cái Bretty gì á? Chắc hẳn là phải khó lắm mới nhìn thấy tôi từ tận đây này. Đúng đúng, cũng hơi khó. À, bấm chuột này để dơm lên. Oh. Còn bây giờ hãy kích vào tôi đi. Wow. Bạn thật là một điều kỳ diệu. Bạn thật là cái gì đó, natural là gì đó. Rồi bây giờ thì đi thôi, chúng ta sẽ đi tìm thêm một số người. Hãy bấm vào cái around in here này hả? Ok. Rồi qua cái phần giải thích rồi đúng không? À, hôm nay là một ngày đẹp. Và tôi đi ra ngoài để đi dạo ngay cái công viên. Và bây giờ tôi cần phải show him. Tôi không bao giờ quên cái gương mặt đó. Người bạn thân nhất của tôi thời đi học, Larry. Rồi, anh ấy là, anh ấy the tech of the town là sao? Anh ấy, đó là cuộc nói chuyện của thị trấn. Rồi thua luôn, Google dịch cũng thua luôn. Chúng ta cần phải Seen us order in year là cái gì nữa? Dốt tiếng Anh quá luôn. Chúng tôi chưa có gặp nhau trong nhiều năm. Oh. Dạ thật mừng khi thấy được Larry hả? Là sao? Nó nè, này là Larry đó hả? Larry hay sao? You found Larry. Ủa dễ vậy? Ủa là sao? Ủa bạn tôi chỉ game gì ạ? Ồ. Đúng, nó phải vậy nè, vậy mới đúng nè. Larry đâu? Hello. Larry đâu má? Đây Larry đây. Đúng không? Ê, không phải Larry hả? What the hell? Larry đây nè. Trời ơi là trời. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chỉ là đi tìm Larry thôi. Đơn giản, game này game hài mà má. Đi tìm Larry. Tìm một coi. Tìm một người Larry coi. Hội công này lội rúng luôn hả? Không thấy Larry đâu mọi người ơi. Không thấy Larry đâu rồi? Đây nè, Larry đây nè. Không phải Larry hả? What the fuck? Ủa Larry mà ta?
ai sau lưng đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, nó núp nè. Mày you trốn thật ơi, thật ơi. Ờ đi trốn rồi, đi trốn với con. Để chúng ta chụp cái hình của Larry lại đi má. Chụp hình nó lại đi để kéo lát quên thiệt á. Chụp hình Larry lại đi. Đây rồi, chụp Larry lại. Ok, chụp Larry lại. Đi tìm Larry tiếp thôi. À, sao tôi cứ bị nhầm cái ông này là Larry hoài ta. Tôi nhìn từ xa cái tôi thấy con chỉ có mỗi ông này, tôi tưởng Larry không. Larry đâu? Có Larry bên này không? Hello? Larry ơi? Hello? Đây rồi, đây đó rồi, đây rồi. Núp với chúng tôi. Bên trái sau cái con cạnh nhà đỏ. Thấy rồi, thấy là game gì hài chó vậy shop. Game này game hài mà shop. Vậy rồi, bắt đầu khó hơn rồi đó nha. Bắt đầu nó khó hơn bình thường rồi đó. Bắt đầu khó hơn rồi đó. Cái game này là gì vậy sếp? Em nhiệm vụ của em chỉ đơn giản là đi tìm Larry thôi em. Trong cái đống này, tìm ra được Larry ở đâu. Trời ơi. Nhất rồi. You found Larry. Nó trốn má, Larry nó trốn. Nó trốn sau cái nhà kìa, thấy không? Sao hôm nay em thấy thông báo về ông già? Chắc bị lỗi hay lát gì đó. Đây nè, nó đây nè. Ồ không phải. Đây 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 Larry đây. Trời ơi, trốn đâu có được. Đâu có được. You found Larry. Cái gương mặt của Larry á, bây giờ là nó khắc cốt ghi tâm trong cái đầu tôi nè. Đó, nằm ở trong đây. Đâu quên thì đâu. Mình cứ lựa ai cái đầu hói á, mình nhìn đầu tiên. Trời ơi. Nó khó hơn rồi nha. Khó hơn bình thường rồi đó má. Tôi ngồi sát màn hình nên tôi dễ nhìn đó, chứ mà ngồi nhìn từ cái điện thoại hay là từ cái máy tính mà ngồi nhìn nó bị nhỏ. Đây nè, đó đây nè. You found Larry. 1003 người ngồi xem cái game vô chi này. Trời, tôi cũng không hiểu luôn á. Game hay vậy mà chơi. Game này game cười địch. Cười đi. Cười đi, cười đi. Đây đây đây, Larry đây, Larry đây. Larry đây, Larry đây. Ở đây nè. Ủa? Không phải. Nó không có dơm vô đây hả? Đây không phải Larry hả? Không. Tôi bắt Larry đâu rồi? Đây đây Larry đây. Phải không? Không phải. Larry kìa anh. Ở đâu bà nội ơi bà nội. Where is Larry? À đây 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 đây. Không phải, không phải, thằng này thằng già rồi. Má thằng Larry đâu trời. Khó rồi nè, thằng Larry đâu không thấy luôn. Đây đây đây, nó đây, nó đây, nó đây. Trốn mà mày, má mày. Trốn. You found Larry. Lần này nó trốn hơi kỹ nha. Lần này trốn hơi kỹ. Kiếm không ra. Ây da. Đây. Một phát. Ơ. Nó nè. Nó đây mà. Ủa, nó đây nè. Nhưng mà nó không cho tôi bấm. Nó không cho tôi bấm vô thằng Larry. Tại sao? Ủa,
Đưa coi nè. Trốn hoài Larry ơi, trốn hoài. Đây đúng không? Không, thằng Larry bận áo đỏ mà. Larry đâu ta? Mọi người thấy chưa? Mọi người có thấy Larry chưa mọi người? Cái thằng áo đen trên nóc nhà hả? Đây. Nhưng mà không phải nó. Game này tên là đi tìm Larry. Trong nhà hả? What the hell trong nhà? Nó cứ cửa sổ kìa sớt. Má nó nứt. Giờ nó chuyển rồi má. Giờ nó chuyển rồi, nó không có ở ngoài đường nữa nha. Giờ nó chuyển qua chỗ khác rồi, giờ nó ở trong nhà rồi. Nó qua bên nhà nó ở rồi. You found Larry. Ok. You find Larry. Thôi ơi. Cái này thì chắc chắn tìm dễ rồi. Chỉ cần con Larry không phải là cái kia thôi là được. Có thiệu. Nấp với chúng tôi. You found Larry. Trời ơi, nấp kỹ quá ha, nấp kỹ quá, nấp kỹ chưa? Dữ chưa? Larry. Đổi nhạc rồi. Ơi sao thằng nào cũng giống Larry hết vậy? Đây đây đây, nó đây. You found Larry. Ten. Game chill không? Game chill không? Đù. Đây đúng không? Không phải, Larry bận áo đỏ. Ơi cái này khó rồi nha. Cái này khó rồi đó. Đâu không phải nó, con Larry bận áo đỏ, con nó bận áo tím. Trong cái tủ kính hả? Tủ kính nào vậy? À, má rồi. Cái giày nó kêu kiếm, kiếm bụng nội á. Nè, nó nè. Nó núp ở đây nè. You found Larry. Tôi ngồi sát là cái màn hình như vậy mà tôi còn tìm không được nữa nha. Đây đây nó đây. Lần này dễ, lần này nhìn một phát một ha là thấy luôn. You found Larry. Trốn kỹ vô Larry ơi, trốn kỹ vô. Ê. Ê. Sao lại có máu ở đây vậy? Ủa game này game kinh dị hả? Oh my god. Game này là game kinh dị hả? Nhưng mà Larry trốn với chúng tôi, trốn với chúng tôi. What?
Đây rồi, lên xe, để dưới Larry nó trốn ở sau cái xe nữa. Larry bị tới tháng rồi, giải cứu Larry. Trời, đủ cảnh này chứ. Trời ơi, trời ơi. Hai bên luôn hả? Núp núp, ôi không phải nó. Không phải nó má ơi. Vậy rồi thì chứ vậy rồi sao kiếm? Hello. Where is Larry? Where is Larry? Ủa tôi tưởng là nó sẽ chỉ đứng yên rồi cho mình đi tìm giống vậy thôi chứ. Sao tự nhiên giờ cái này khó rồi. Được bắt thằng Larry, rốt cuộc nó có trong xe không vậy? Thôi giờ mình coi bên này trước đi nha. Coi bên này trước đi rồi mình coi bên kia. Rồi mới chịu luôn. Không, đứa nào cũng giống đứa nào hết. Đứa nào cũng giống thằng Larry hết. Không, có mấy cái ông để tóc này thì không giống. Cái gì vậy? Hình như không có đúng không? Chiều xe bên này không có, bên này cũng không. Cái xe màu đen á hả? Xe màu đen hả? Hình như chị có duy nhất một chiếc xe màu đen thôi. Chiếc này nè. Chiếc này không có người lái. Xe này không có người lái, shop ơi. Xe màu đen này không có người lái. Không có. Alo. Mẹ khó vậy. Chọn sai không chọn. You found Larry. Ơ đù. Tôi bấm đại á. Tôi đang bấm bừa. Cái tôi. Mày làm cái gì người ta vậy? Hả? You. Mày làm cái gì Larry. Xe người ta vậy? Ủa sao cái này dễ hơn rồi. Bây giờ là đứng trước mặt tôi luôn rồi đó. Rồi hết nhạc. Rồi nó không cho dơm lại nữa luôn nha. Một khi nó dơm xuống là không. Ê, ta bắt đầu tôi thấy sợ. Ta bắt đầu tôi thấy sợ mày gọi nha Larry. What the fuck, cái gì vậy? What was that? What the hell, cái gì tới vậy? Có cái nào Larry là Conan đâu má. 1, 2, 3, 4, có 4 người. Thì sao nữa, nhưng mà thằng Larry đâu? Larry trốn đâu rồi? What the hell? Ai trước cái đầu cái này của mình vậy? Thì ra Larry là tổng tài hả? Ừ, Larry của mọi người là tổng tài. Và 4 người này là 4 anh tài xế. Mày, cái gì vậy? Cái chuyện gì đang diễn ra vậy? Ơi, tôi cũng tưởng là cái game này là game khùng, game điên á má. Ai dè nó có cốt truyện nè. Quý tộc, bạn đã luôn theo dõi chặt chẽ mọi người. What? Tôi theo dõi ai? Anh ấy cũng thích tìm người. Nhận ra con chuột này. Gián điệp hả? Nhớ biết Larry nè. Thời gian trung tâm tuyệt vời. Larry một lần nữa.
Tôi biết anh ấy đang ở gần, tôi có thể ngửi thấy được anh ấy. Anh ấy muốn một từ. Anh ấy muốn nói một vài lời với mình hả? Anh ấy là một cái SOB trơn tuột. Là cái gì? Được chứng minh là khó theo dõi xuống. Nhưng có vẻ như bạn đang làm bình thường. Tôi không phải là người mà bạn muốn làm phiền. Hãy bám theo anh ta nếu bạn biết cái gì tốt cho bạn. Bạn sẽ dẫn chúng tôi tới chỗ anh ấy. À, Larry không có ở đây. Hình như là cái tổ chức nó muốn bắt được Larry á. Và mình còn phải đi tìm thằng Larry. What? Ồ, nó nâng cấp lên rồi. Bây giờ khó hơn rồi. Không có Larry ở đây luôn hả? Larry rốt cuộc là nó nấp ở chỗ mô rồi. Khó hơn rồi nè. Mà tấu thui vậy à. Rồi, cái màu sắc tươi mới của cái con game này của chúng ta đã đi qua rồi. Bây giờ là tới lúc khó khăn rồi. Đâu, rốt cuộc là cái thằng Larry nó đang ở đâu vậy? Larry ơi, I found you. Larry isn't here. Larry cũng không có ở đây luôn, vậy đó đâu? Là sao? Giả lập đi môi thùng rác hả? Hay là nó ở đó mà mình tìm không ra nó ta? Larry trốn rồi. Larry isn't here. Larry cũng không có ở đây hả? Đây rồi, nó đây rồi. Nó đây, nó đây. Nó trong đây nè. He 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 he. Đi ra liền cho tao. Sao khóc vậy? Sao khóc vậy? Tôi có làm gì đâu. Trời giấc mỏi. Dạ. Đi chơi năm mùi, chơi chúng tìm, chơi thua cái khóc. Bạn đã nhìn thấy họ phải không? Hãy nghe nè. Họ took my family. Họ đã bắt gia đình tôi. What the hell? Họ đã bắt cóc chúng tôi. Tôi không biết họ. Và bây giờ họ đang đến để bắt tôi. Nghĩ cháy vậy. Họ thật không thể thay đổi được. Bất cứ nơi nào mà tôi đi, bọn họ luôn theo dõi tôi. Họ sẽ không bao giờ dừng lại. Không bao giờ. Vừa nói vừa gào thét luôn á. Không có lối thoát nào cho tôi. Như đừng khóc nữa được không? Hãy giúp tôi, làm ơn. Tôi không muốn chết. What the hell? Tôi tưởng chỉ là một cái chốn tìm bình thường thôi á. Bọn họ đang ở đây. Làm ơn đi. Trốn đi Larry. What?
Capcom hồi nãy mới nói với mình nè. Chỉ ra nơi anh ta đang trốn. No. Không. Không, không, không. Không, không chỉ đâu. No. Tôi không có chỉ là Larry núp trong sọt rác đâu, tôi không chỉ đâu. Thiệt. You found Larry. Chết rồi, lỡ chỉ luôn rồi. Rồi sao? Cái gì vậy? Cái gì đang diễn ra với cái game này vậy? Larry hơi ổn không vậy? Đi núp nữa. Larry núp qua vũ trường rồi má. Vô, vô. Ai da, ai da. Thôi biết ăn bản quyền luôn đó má. Larry ơi. Larry đâu rồi? Sao nó vậy? Sao là nó đưa game này, nó đưa tôi đi từ cái cảm xúc này tới cái cảm xúc khác nữa vậy má? Hả? Nó đưa tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác là sao vậy Larry ơi? Larry trốn đâu rồi? Có ai thấy Larry ở đâu không vậy các bạn ơi? Sao tôi không thấy Larry ở đâu hết trơn vậy? Nhạc sập sình quá, nhạc chiêu quá. Nhạc chiêu quá nhưng mà giảm bớt rồi xíu cái kiểu như mình bị đánh bản quyền á. Trời nhạc chiêu thiệt luôn á. Trời giống như là đang có vũ trường thiệt á. Ủa mà Larry đâu rồi? Đây chị Đại coi, tại không có thấy á. Không có thấy Larry á, chị Đại trong đám này coi, có dính không? Hình như không, vậy là Larry không có trong đây rồi. Vậy Larry nó trốn ở đâu ta? Ủa Larry ơi, nó không núp trong này hả ta? Đây. Cứ trốn đi rồi chúng ta tìm thôi. Larry đâu? Dính giờ, dính giờ, dính giờ, dính giờ, dính cái game này cho. Dính giờ. Đừng có tưởng cái game này vô chi nha. Đâu phải tự nhiên như không, cái nó bán cho mình là cái 4 đô đâu. Có cốt truyện, có đầu tư. Nhưng mà hơi mắc tiền xíu thôi. Rồi, là Larry đâu rồi? Không thấy Larry đâu, bị nhốt ở đâu hết trơn vậy? Larry xấu quá Hiếu. Mình đừng có tập trung vô cái vẻ đẹp của Larry bình thường á. Mình để ý cái khác đi. Nhưng mà giờ mình không có thấy Larry ở đâu hết nè. Trời ơi. Sao đây con trai mà bận đồ cũng dày nữa vậy? Trời, tôi cũng có mặt ở đây ghê á. Larry ơi. Are you? Bà lộn quá, are you? Trời ơi. Nó ngầm cái cục này vô họng luôn hả? Ây da, đã quá vậy. Larry bên trái hả? Bên trái hả? Là ở đâu ta? Where is Larry? Larry bị bắt vô. Á, nó đây nè má ơi. Trời ơi, nó ở đây nè. Nó ở ngay đây luôn nè mà mình không thấy luôn. Oh God. You found Larry. Larry đòi chị quá hả? Giải cứu Larry. Nấp. You found Larry. Larry nó chạy từ chỗ này qua chỗ khác. Rồi Larry không còn ở trong vũ trường nữa rồi, Larry vô rừng rồi. Đây. Không bé ơi, không bé ơi, không bao giờ có thể trốn thoát khỏi tao đâu Larry. You found Larry. Không, không có trốn được đâu em. Cho dù là ban ngày ban... Đây, bây giờ chúng ta cùng tìm sự thật. Coi ai? Kẻ ngốc đã chạy vào một cái tòa nhà phía trước. Anh ấy bị mắc kẹt ở trên mái nhà. Bị mắc kẹt trên sân thượng. Đã đêm đã khuya rồi các chàng trai à.
bây giờ bạn có thể bắn trúng được hắn từ trên cao. Hãy tắt đáy nó. Oh no, 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 không, tôi chỉ tìm kiếm thôi, không đâu. Không, no, no, Larry là một cậu bé tội nghiệp. No, Larry là một cậu bé tội nghiệp. Né đi Larry ơi, né đi em. Mày chết mẹ mày với tao. Nó đâu biết tôi là dân bắn súng chuyên nghiệp đâu. CSGO, Valorant, tất cả mọi thứ một viên một, đúng một viên một, không chạy đi đâu được hết. No. 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 Ta đi nó nhảy lâu rồi. Nó té từ trên cao. Nó té từ trên cao, nó té xuống. Vừa là bông chưa? Giờ là bông chưa? Vừa lòng ông chưa? Bạn không biết chúng ta đã theo dõi tên khốn này bao lâu đâu. Có bán không không? Chúng ta đã bao vây rồi, không còn lối thoát nữa đâu. Mày đã trốn quá đủ lâu rồi. Tôi đã cống hiến gần một nửa cuộc đời của mình để chỉ chờ cái ngày hôm nay. Willy Mark hả? What the fuck? Nướng nó đi, bắn nó đi hả? Mày sẽ sớm phải trả giá thôi, đời khốn kiếp. Khi tôi nghe thấy cái tiếng lâm tơ kêu là cái gì? Đó là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Vì tôi nghĩ cái khoảnh khắc này sẽ không bao giờ đến. Khoảnh khắc tôi bắn một viên đạn vào hộp sọ của bạn. Rồi, ông này ông thù Larry dữ lắm á. Ông này ông thù Larry dữ lắm. Larry đâu? Bước ra đi Larry. Larry ơi, mọi người bao dây con rồi con ơi. Larry, Larry ơi, mọi người bao dây con rồi, con đâu rồi? Larry ơi. Đó, thấy chưa? Larry đâu có tốt lành vậy? Đâu có tốt lành, ui. Ây da. Ai nói với tôi game này màu sắc tươi mới vậy? My god. Oh my god. Ew. Ây da. Rồi Larry nó chạy rồi. Nó lột mặt nạ ra, nó không phải là Larry. Nó chỉ giả danh Larry thôi. What the fuck? Bạn không thể bỏ mặc tôi một mình. No. Larry chính là tôi. Không. Giờ này mà nó còn ngụy biện nữa hả? Có vẻ như cái thứ tôi cần một nơi mới để trốn. À, thì ra là ý nghĩa của cái trốn tiệm này là nó trốn bên trong cơ thể của thằng Larry luôn. Rồi vậy là nó trốn vô mình hả? Rồi xong rồi, xong tôi rồi, chết tôi rồi.
Vậy là mấy cái ông kia là biết được thằng này như nó là quái vật hay sao á mọi người. Và bây giờ nó trốn hình như là ý định của nó là nó lộ bằng nạ ra, nó trốn là nó tính trốn vô mình á. Nạn nhân kế tiếp là của mình á. Vậy mà nó dám giới thiệu tôi game này là game con nít. Larry ơi, who are you? Ơi lộn, where are you, Larry? Larry! Larry đâu rồi? Ôi trời ơi! Distressing news coming from the quiet town of Middlewood this morning. Ok, ok, ok. Quay trở lại, quay trở lại. Tôi không biết là bị mất bích từ cái lúc nào nha. Để tôi giải thích lại. Là theo như mà ở trong đây nó ghi là người ta, cảnh sát có tìm ra được rất là nhiều các mảnh thi thể của một người đàn ông. Là có nghĩa là cái mình á, hồi nãy bị Larry giết á, tại đó chỉ tìm ra được một cái thi thể bị cắt rất là nhiều. Và cái mặt của cái nạn nhân á, nó cũng bị cắt luôn. Cho nên là cảnh sát không biết được ai mới là chủ nhân của cái cơ thể này, là bị lột cái mặt ra luôn. Vậy có nghĩa là cái ông Larry á, ban đầu mình đang đi tìm á, không phải là Larry. Ban đầu mình đi tìm không phải là Larry, mà đã bị giết rồi và bị lột cái mặt nạ ra rồi. Và cái ông quái vật đó đó, ông mới đội cái lớp mặt nạ của Larry vô để ông đi trốn tìm. Ban đầu mình chỉ nghĩ là cái game này đi trốn tìm bình thường đồ này nọ cái kiểu thôi. Ai dè ông đó mới là chủ nhân thật sự. Và ông giết luôn cái ông này rồi. Và giờ là ông trở thành cái ông đó luôn. Cảnh sát đang yêu cầu bất kỳ ai có tiếp cận được cái thông tin gì đó thì cung cấp được cái thông tin gì thì liên hệ ngay. Còn hoặc là những ai nhìn thấy, nghe thấy bất kỳ điều gì ở cái công viên Middlewood vào khoảng 8 giờ tối tới 9 giờ sáng. The extreme graphic nature of this crime bears an uncanny resemblance to the Willie Mack murders that haunted the town for many years. Cái bản chất cực đoan của tội ác này sẽ tương đồng kỳ lạ với cái vụ giết người của Willie Mack đã ám ảnh thị trấn trong nhiều năm. Willie Mack, notorious for the murder and mutilation of 17 people between 1996. Khác tiếng với cái vụ sát hại và cắt xẻo 17 người từ năm 1996 tới năm 1999. Là kẻ giết người khác tiếng nhất trong cái khu vực này. Ôi trời ơi. Vào năm 2001, anh ta bị bắt và kết án tù chung thân. Mặc dù chỉ giới năm ngoái, nhưng mà cái ông Mack được cho là đã chết khi chiếc xe vận chuyển tù nhân của ông đi dời và gặp tai nạn và tôi đã xông vào cái ngọn lửa. Là sao? Cảnh sát của cái thị trấn này sẽ sớm đưa ra tuyên bố. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đến gặp Tom để biết thời tiết. Hãy mang nó đến đi Tom. Tôi rất là cảm thấy ghét cái công việc này. Tom. Tom? Tom nói gì vậy? Oh yes, thanks Jerry. It's gonna be a beautiful day, folks. Sunny spells all around. Ờ nè, khoan đã. Vậy là có nghĩa là nó đã giả danh thành cái ông đưa bản tin thời sự rồi đúng không? Oh my god. Đúng không? Vậy là nó đã trợ giả danh thành cái ông đưa bản tin thời sự. Vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là như thế nào ta? Tôi cũng chưa biết nữa. Có nghĩa là Larry đã bị giết trước đó hay là Larry bị giết trong cái quá trình mà chúng ta đang chơi tìm kiếm? Nếu mà chết trong cái quá trình chúng ta chơi tìm kiếm, vậy là nó chết khi nào? Larry đã bị giết trước đó rồi đã hiếu. Rồi nó lụm lúc... À! Ở trong cái nhà vệ sinh đó hả? Ồ! Vậy có nghe nhớ... À! Cái khúc mà trong nhà vệ sinh mà có hai phòng đúng không? Mà mình nói là có máu đó. Một phòng có một cái ông gì đó và một phòng có thằng Larry đúng không? Thì là Larry nó bị giết lúc đó. Rồi cái ông đó đội vô thằng Larry. Hàng gì tự nhiên cái trở về sau. Tự nhiên trở về sau cái là game nó đắt hẳn luôn á. Oh my god. Wow. Ê, tính ra hay đó má. Hàng gì game này nó bán 40.000 mà đâu phải là cái gì đâu. Bây giờ là Let's Fight Hiếu Lê Bà Lăng. Không, Let's Fight Larry má. Chứ không phải là Let's Fight Hiếu Lê Bà Lăng má. Giải cứu Hiếu Lê Bà Lăng. I've been cold for so long. One touch.